Rồi, chào mừng các bác đến với kênh của Minh Chiến âm thanh 7 Bình Định nha. Đây là ngày 27 tháng 5 năm 2019. Em có thông báo là nay ngày là hàng sẽ về. Và hàng em trước khi về em có báo cho các bác qua một cái link đơn giản trên YouTube cũng như là kênh của em. Và sau đây mời các bác để theo dõi những sản phẩm thì các bác đăng ký kênh cũng như là ấn nút đăng ký và ấn nút thông báo để khi những video mà em up lên thì các bác được xem và lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp nha. Đây, mọi chi tiết các bác có liên hệ vào số điện thoại của em dùng số này Zalo và Facebook luôn nha. Đa số là em hoạt động Zalo là nhiều, thì các bác cứ kết bạn Zalo và xem hình hài rồi chi tiết đồ. Đa số thì em qua trên này thì anh em xem rất là chi tiết rồi. Này, giờ em sẽ thông báo là những sản phẩm là hàng về chưa hết nha các bác. Một giờ em sẽ quen một số thôi, còn một số tiếp tục mai mốt thì nó sẽ về. Rồi, đây là kẹp Rebound Technic A6 A5 A6. Kèm này thì đã có bác chủ chốt rồi, hồi tối đã chuyển khoản cho em chuyển cọc là 2 triệu thì kèm bộ này đã có chủ nha, giá 14 triệu nha. Và cặp loa này thì em đã tuyển cho bác đặt hàng bên em, đã cọc cho bên em 5 triệu để nhờ tìm một cặp loa 99A đẹp rồi, và giá bên em bán 42 triệu nha. Bác hàng đẹp đó nha các bác, em không bán hàng bờ nha. Những cặp loa này tiếng những hàng cam, hàng đẹp bãi về xuất sắc rồi. Rồi giờ đây em sẽ qua chi tiết những sản phẩm sáng nay về và báo giá cho các bác, giá luôn luôn là bao ship nha bác, lưu ý là giá bao ship và hàng đẹp long lanh, tuyển chọn kỹ lưỡng và tất cả sản phẩm là đã hoạt động ok đây. Và đầu tiên em sẽ qua chi tiết con là D5 CD D5 QS 10 nha, mạch vàng gold QS10. Con này vừa chạy CD vừa làm DA. Con này khá nổi tiếng với anh em chơi nhạc mạng. Con này giá bên em bán là 12 triệu. Có khiển ring dây nguồn nha. D5 BDCD QS10. Giá 12 triệu có khiển làm DAC. Và tiếp tục con thứ hai là con Sansui AU CL7 NRA. Dòng NRA thì quá rất là đẹp, đẳng cấp với anh em, là nhờ là dòng cao cấp nhất nha. Tiếng những con NRA rất là sạch nha nè, độ chi tiết nó hay và giá chép rất là mịn. Anh em nghe nhạc nó ghép được rất nhiều loa, rất là mới nha, hai bên tiên chọn rất là mới, thiếu thùng xốp thôi nha. Đấy, con này bên em bán giá là 10 triệu rưỡi nha các bác, 10 triệu rưỡi bao ship. Rồi, và tiếp theo là một con 707i, những hàng đẹp tuyển chọn rất kỹ, chắc là mới luôn, mới kinh công luôn, là mới nha. Đây, con này cũng giá là 10 triệu rưỡi cho các bác. Đó, con này giá 10 triệu 2 nha các bác, 10 triệu 2, 10 triệu 200 bao ship. Và tiếp tục là một con Sansui đầu 7 707 DR, hai má gỗ ốp sườn ring theo máy rất là đẹp, rất là nặng nha, công suất là 330W, 707i là 320W, 707 DR rất là mới, hàng bãi keng sa beng, giá là 13 triệu 500 bao ship, sao nó hơi chói nha các bác nha, 13 triệu 500 bao ship. Và tiếp tục em sẽ giới thiệu cho các bác là một con đẩy bao Ramsa. Ramsa là dòng của Panasonic, hàng Nhật, nội địa Nhật, chạy hai nguồn điện, chạy đa nguồn điện nha các bác, rất là tiện cho các anh em chơi audio và ghép những con vang số hát karaoke tuyệt vời. Đặc biệt con đẩy này là lần đầu tiên bên em về là một con bao khủng nhất, nó có công suất lên tới 2.200W maximum và đẩy kênh ra là 350W lên một loa ở 8 ohm, còn ở 4 ohm thì nó làm 650W, rất là khủng. Lần đầu tiên bên này về một con bao khiếp như thế, nặng 35 kg nha, 35 kg, chắc là phê, ruột gan nó thì khỏi bàn. Những con đẩy đây là đẩy nội địa xịn nha, chứ không phải hàng Ramsa mới, hàng Trung Quốc đâu nha các bác. Rất là hiếm, con này rất là hiếm nha. Giá là 11 triệu 500, anh em là nhanh tay nha, rất là đẹp. Khi mà nó hát nó sẽ nháy đèn rất là đẹp nha. Và hậu rất sâu, rất là nặng, rất khủng, ruột nó thì anh em mở ra thì nhìn là ghiền luôn. Chạy 4 tù lục nguồn như cái lon bia rất là to, hai tăng phô hai bên. Nói chung là rất là mới, con này mới lắm nha. Rồi, giá 11 triệu 500.
À, tiếp tục là dòng Pioneer. Mình giới thiệu cho các bác là Pioneer SX780, hàng mới thiếu thùng xốp, hai đồng hồ vô. Đây cho các bác đấy, ốc hồi gỗ nha, đồng hồ vô rất là mới luôn. Em sẽ quay thế này thì các bác ở xa xem một ký nha. Giá là 7,5 triệu. SX780 giá 7,5 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác. Hàng cực kỳ mới nha. Anh em nào sưu tầm nghi nhạc trưng nghi hay bài đẹp nha, đặc biệt nó có hai đồng hồ vô này, anh em nào thích đồng hồ vô thì liên hệ cho em. Đấy, con này giá 7,5 triệu bao ship rất tốt cho các bác nha. Và tiếp tục là con Sansui Reserver 881, con này rất là nổi tiếng cho với anh em này. 881 hàng ship bay hết nha, hay tiếng chọn rất là mới nha. Con này giá 15 triệu nha các bác, 15 triệu bao ship toàn quốc. 881 lo gì chơi cũng được. Và dưới đây là ba con 2000X. Những dòng này thì Reserver cổ xuất âm tụ nha các bác. Lưu ý anh em là những con này là xuất âm tụ nên anh em đi ghép với những dòng loa như cổ của Sansui, Pioneer, tiếng nó ra rất là hay. Như Nhật vàng thì những con này thì 2000X còn tới 5000X nha các bác. Rất là hay. Hàng tiếng tròn rất là đẹp. Giá là 14 triệu 300 bao ship toàn quốc, tại vì về số lượng ba con nên giá nó sẽ rỉ hơn 200. Bình thường em bán là 14,5 triệu bao ship nè, giảm bớt cho các bác là 14,3 triệu bao ship. Hàng đẹp keng, hàng eBay chưa qua tay người dùng Việt Nam. Và tiếp tục là một con khủng long con set 6.5, con này thì rất là hiếm rồi, hàng eBay luôn nha, về mới lem canh luôn nha. Giá 16,8 triệu, anh em là cần thì liên hệ cho em nha, những con này nó hiếm lắm nha. Giá là 16,8 triệu bao ship. Rồi, và đây em sẽ giới thiệu những con lọc cho các bác nha. Mà chói vô rồi. Đây, em có về hai con lọc ma răng tầm trung cho các bác chơi nha. Rất là mới luôn, hàng này hàng cho các bác sưu tầm. Như hai bài đẹp có đèn nước nha. Hai con này là giá 5 triệu một con. Ma răng Equinem 10 và 551. Cực kỳ mới luôn. Các bác xem nha, đây là mới luôn, không một tì vết nào luôn nha. Và hai siêu phẩm đó là Technic 8075, đặc biệt bên em về hai con này là hai con mèo đen nha. Mèo đen là mèo đẹp nhất của dòng Technic 8075. Nó có ba mèo, một loại là mèo xám, một loại mèo đen, một loại mèo trắng. Mèo đen là đẹp nhất, nhìn nó rất là mạnh mẽ. Và con này đặc biệt là dòng 75 thì nó có hai cái cần chỉnh âm bass nha anh em. Khi mình để lên cao thì nó âm bass rất là sâu và nặng. Mà như 66 cần thì anh em chỉnh rất là thoải mái luôn, chứ không như những dòng ngoài kia. Chỉnh những con này tiếng rất là hay. Dài rất là rộng cho anh em can thiệp bài hát rất là sâu. Kiểu như vào phần audio thì hay dùng những con này, vì nó mới can thiệp được rộng và âm bài hát. Rồi giá bên em bán là 9,5 triệu. Bao ship toàn quốc cho các bác, về chỉ có hai con thôi, rất là ít. Và giải mã Ria 33S, con này giá bên em bán là 15,5 triệu nha. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Mọi chỗ cho các bác con này 17 triệu ấy. Ria 303S giá 15,5 triệu. Và Ria 203S cũng vậy luôn nha, một giá hết luôn nha các bác. Ria 203S cũng 15,5 triệu. Và một con Lookman L505S hai la mã nha, nó móc đôi nha, hai la mã. Con này bên em bán giá là 36,5 triệu. Có khiển dây nguồn đầy đủ nha, hàng mới thiếu cái thùng xốp thôi. Cái này là bụi dính nha, chứ không phải trài nha các bác. Nói chung là mới thiếu cái thùng xốp thôi, chưa vệ sinh luôn. Hàng bến về mà mới như thế này. 36,5 triệu. Có khiển remote ring, dây nguồn theo máy. Những dòng này thì đánh loa tăng noi RVL và những dòng loa cây hầu như đánh rất rất nhiều loại loa thoải mái, có khiển anh em điều khiển từ xa và phân cách sang trọng. Ghi hai bài rất là đẹp nha, giá 36,5 triệu, giá rất là tốt các quát nha. Chỉ có một em duy nhất thôi nha. Tiếp tục là hai con lọc Pioneer SG70. Những dòng lọc này thì tiếng Pioneer tiếng rất là thanh thoát nha, rất là hay, có đèn cần nha. À, con này cũng có đèn cần nha các bác, đèn cần luôn, trang bị rất là đẹp luôn. Đèn cần
hai bên chấn cho hai bên SG70 có hai con, giá là 7,5 triệu một con, bao ship toàn quốc cho các bác nha, giá 7,5 triệu nha anh em, lưu ý nhớ mua đơn sản phẩm nha, 7,5 triệu. Những con này mà ghép với những con bảy Pioneer mạch phay như thế này thì rất là hợp và rất là đẹp, trưng bày rất là đẹp nha. Rồi tiếp tục là Victor R7, con này giá bên em bán là 8,8 triệu nha, bao ship nha, rất là mới luôn, 8,8 triệu R7 38. Con này là bộ Acuphay 200 300L, con này bên em bán giá 39 triệu, có ốp gỗ nha, ốp gỗ đang về nha các bác, có ốp gỗ theo máy rồi, 39 triệu nha. Bộ này thì trẻ class A, đánh được hai cầu loa AB A cộng B, công suất là 550W, nó là khủng, 20 sò nha. Những kẹp này thì anh chơi, em chơi rồi thì anh em biết rồi, em không cần giới thiệu nhiều. Giá 39 triệu có hộp gỗ mới tinh luôn nha, gỗ đẹp lắm. Rồi, mọi chi tiết mua hàng anh em liên hệ vào số điện thoại của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Hẹn anh em các bác ở những video tiếp theo báo hàng về. Thì anh em nào thích sản phẩm thì liên hệ cho em. Hàng anh em tuyển chọn rất là kỹ và giá cũng rất ưu đãi cho các bác, cũng rất là nhẹ nhàng. Còn em bán thì cũng anh muốn là bán rỉ cho các bác thôi. Nhưng tùy theo con em nhập rỉ thì em sẽ bán rỉ. Có nhiều đợt khi nhà mà đợt trước thì như bình thường bán 15 triệu, như đợt này em bán nhập đắt hơn thì bán 15,5 triệu. Mà tới nữa nếu mà nhập rỉ em sẽ bán rỉ hơn, chứ không phải là hàng có lúc còn tăng, tùy theo con nha các bác. Này, nhiều lúc mình cần hàng mình phải dành lộn với người ta mình mua thôi, vì hàng bây giờ rất là hiếm khó về. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.